Xin chào các bác, hôm nay em xin giới thiệu cái dòng âm ly stereo 2 kênh xăng xui có model là AU607. Đây là dòng nổi tiếng của xăng xui. Đây là hàng đấu giá nội địa nhập về, hình thức rất là đẹp, zin nguyên bản. Thì với cái dòng này thì có thiết kế là sơn đen mờ, nhìn rất là đẹp, rất là sang trọng. Thì đặc thù của những cái dòng này thì bass rất khỏe và mít sáng, chép rất là tốt. Và nó có thể là vừa nghe nhạc vàng và nhạc trẻ đều rất là tốt nha. Đặc biệt là những cái dòng này thì nó sẽ không kén lo, đánh rất là khỏe. Và với cái cấu tạo của nó là nó sẽ chạy là 4 con sò sắt với hai cái biến thế to độc lập và 4 cái tụ nguồn rất là lớn 12.000 microfarad. Và công suất của nó là 180W, đánh rất là hay. Như các bác đã thấy là nó sẽ có thiết kế là đánh A, đánh loa A, B và A cộng B với cái trở kháng lo từ 4 ohm cho tới 16 ohm. Và đặc biệt là dòng này vẫn có chế độ là low net nha. Tắt low net. Hình thức về con này thì rất là đẹp ha. Thì những cái dòng mà hàng đấu giá mạng thì đẹp, rất là đẹp rồi ha. Thì ở đây các bác sẽ thấy là hai cái biến thế ha, của xăng xui, hai biến thế độc lập ha. Thì các bác có thể đánh giá được là cái tình trạng của nó từ những cái con ốc như thế này ha. Còn 7 màu luôn ha, còn rất là sáng đẹp. Đây là 4 cái tụ lọc nguồn to 12.000 microfarad của xăng xui ha. Hình thức bên trong rất là đẹp. Rất hiếm khi nào mà có con nào về mà đẹp từ trong ra ngoài như những cái con này. Máy thì nguyên zin, chưa hề đụng chạm gì hết. Thì đây là cái phía sau của âm ly, thì các bác cũng thấy là các giắc kết nối ha, thì nó vẫn còn cái màu sáng ha, nó chưa hề bị ten luôn. Và với cái dòng xăng xui AU607 này thì các bác có thể sử dụng làm vừa làm một cái con bao để đánh trực tiếp, hoặc là có thể dùng làm cái rề ha. Thì khi đó thì ta chỉ việc là tháo, hiện tại nó đang ở vị trí là kết nối, tức là nó sẽ cái rề và cái bao nó đã được đấu qua cái công tắc bên trong này. Nếu là ta tháo cái nút này ra và chuyển qua ở vị trí độc lập thì lúc này cái con xăng xui của chúng ta sẽ trở thành là một cái rề riêng với cái cổng rề out đây, và một cái bao riêng thì ta sẽ gắn một cái cầu qua, hoặc là ta có thể đi trung gian qua một cái lọc ha, lọc âm thanh đi trung gian qua bằng cái ngõ này thì cũng rất là tiện ha, rất là hay. Đây là cái chạm kết nối loa, thì có thể đánh được từ 4 ohm cho tới 16 ohm. AU607 185W, hình thức máy còn rất là đẹp. Về cái kích thước của con này thì nó có chiều ngang là 430mm, chiều cao là 168mm và chiều sâu là 389mm. Rất hiếm khi mà về một cái con xăng xui hình thức mà đẹp, tất cả các núm chỉnh đều đẹp hết ha, máy thì không chạy. Dòng này có thể dùng để nghe nhạc, hoặc là có thể dùng một cái con rê để tăng cường chất âm, chỉnh bass chép và low net đầy đủ ha. Và cái trọng lượng của nó là 15,3 kg. Hiện tại em đang đánh bằng
cũng là một cái loa xăng xui, xăng xui XL700C bass 27cm, đánh cực kỳ khỏe. Thì các bác sẽ thấy đây là cái nấc có liên quan, em chỉ chỉnh một cái mức nhẹ thôi. Thì khoảng một phần khoảng tầm là số 3 thôi, đánh cực kỳ khỏe. Thì cái lo này là bass 27cm đó, đánh cực kỳ khỏe. Cùng dạng xăng xui, âm ly xăng xui và đánh cho cả cái lo là xăng xui, rất là hợp. Những dòng này thì chỉnh bass và chép thì rất là phê, chỉnh nhẹ thôi là nó thay đổi rất là rõ rệt. Thì xin cảm ơn các bác đã theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin chào tạm biệt các bác.